Này chúng tôi giới thiệu các bạn lái xe Osaka 03 xuất khẩu Nhật Bản. Đây là nút công tắc bật và tắt. Đây là chế độ tăng giảm tốc độ khoan. Đây là nút nút trộn. Đây là khối có dung tích là 3.8 lít, dao xay 8 lưỡi, dao duy nhất tại Việt Nam có nhà máy xay có dao xay 8 lưỡi, xay nhanh hơn tất cả các loại so với các loại máy xay khác. Đây là chổi xay nồi rau. Đây là thông số kỹ thuật của máy.